Vô cả nhà ơi. Chào em. Chào Khang Nguyễn nha. Chào em, chị chào em. Chào Kim Quỳnh Kim nha. Chào Kiều Quỳnh nha, chào Lo Hồng Nguyễn nha. Vô với chị ơi. Chào Mỹ Duyên nha. Quên, cái tai nghe để dưới bởi vì nói không ai nghe hết. Tai nghe để dưới đất có không ai nghe hết. Vô mấy chị ơi. Môi chị bị nó sưng cái mục gì đó bắt đầu cái nó khô mài á. Nó sưng cái ấy môi á. Bị kiến cắn sưng môi. Chắc do ăn ở dơ đó chứ gì. Ở dơ kiến cắn sưng môi. Chào Hương Mai nhé. Nay có sếp mới nha mấy chị ơi. Sếp có mặt có nhẫn có bông, có mặt có nhẫn có lắc có vòng. Có đâu, không có đâu Khang Nguyễn ơi. 0939717581 Zalo. Chốt đơn. Ông địa, ông địa đó hả? Em lấy ông địa này hay gì? Em lấy ông địa này hay gì? Không có dùng cặp chân thật ơi. Em lấy ông địa này hay gì? Chưa hả? Ông địa đó hả? Em lấy ông địa này hay gì? 650 cái dòng 650 nha mấy chị. Không có dùng cặp chân thật ơi. Dòng 650 nha. Em lấy ông địa này gì? Xứng cộng với em không? Xứng đó. Chưa hả? Thấy nha. Đây cộng với em 5 chữ rồi, cái này nó cũng là 5 chữ đây. Nghe ha. Xứng á. Ông địa đó hả? Em lấy ông địa này hay gì? 650 cái dòng 650 nha mấy chị. Không có dùng cặp chân thật ơi. Dòng 650 nha. Chào quý vị Ngọc Ngọc quên Ngọc. Quên rồi. Mỹ cái gì Ngọc Ngọc có quên này. Dòng 650 mấy chị ơi, dòng 650 nha. Rồi. Chốt bây giờ thì bỏ lại chứ để một hồi rồi chị quên, chị khùng điên điên chị bán nốt á. Chốt không? Chị ơi. Chị tha lá khổ qua lên rồi, nó hết khô rồi, nó khô eo rồi. Khô eo rồi. Nó khô eo đó. Dây chuyền đeo trên cổ mặc di lặc. Cái đó là 1.9.000. Dây này là 1.9.000 nha.
Nghe 1 triệu 9 một giây. 1 triệu 9 một giây. 400k em ơi, 400k. Có một mặt duy nhất. Một mặt duy nhất hàng bơm. Bơm là hồi năm nẩm giờ nó bơm về đó chứ không coi cũng còn đâu. Bên chị bán bao nhiêu một chỉ? 400k một chỉ. 400k một chỉ nha em, 400k một chỉ là giá đích ấy. Chào Trần Thị Nguyên nhé. Nè áo vàng. Chưa, chắc có lẽ em ơi á. Cái này có người chốt rồi. Chào Phụng Quỳnh nha. Cái này của Khang Nguyễn nó chốt rồi. Nhẫn hả? Nhẫn này 270. Nhẫn này 270 nha. Nhẫn hoa mai 270. Nhẫn hoa tầng á. Nhẫn hoa tầng 270. Nhẫn hoa tầng. Nhẫn hoa tầng 270. Có ông đĩa nhỏ nè mấy chị ơi. Em có ông đĩa nhỏ được không ạ? Em có ông đĩa nhỏ nè. Có ông đĩa nhỏ này được không? Ông đĩa nhỏ nè. Ông đĩa nhỏ này 300. 300, 300. Ông đĩa nhỏ 300 nha. Ông đĩa nhỏ 300. Em ơi, nhẫn chị đang đeo 270. Nhẫn chị đang đeo 270 nha. 270. Bông tua hết trơn, hình như là bông đang đeo. Rồi, bông đang đeo cũng 270 luôn. Thi mai nè. 0812526667. Em cứ xài bình thường như 18 gì đâu có gì đâu em ơi. Cứ xài bình thường như 18 gì. Đâu có, chị quên á. Tới chừng em ấy em vô em hỏi chị mới nhớ đó. Trời ơi, một ngày khách dặn biết bao nhiêu hàng mà nói mà làm sao nhớ nổi. Làm sao nhớ nổi. Khách dặn kiểu này, khách dặn mẫu kia tùm lum tùm la, mấy chị 270 thôi mấy chị. Đẹp lắm. Người ta bán 300 đó, em bán 270 thôi. Được ha. Đẹp lắm mấy chị. Có chốt đơn cho chị Châu chưa shop hả? Chị có vô inbox chưa? Có vô inbox chưa? Em có chụp hình gửi cái đo to cho chị có chưa? Nếu có gửi to là có chốt rồi, mà không có gửi to là không có chốt. Chiếc nhẫn kim tiền đi 17. Chị em chiếc nhẫn kim tiền đi 17. Đi 17 đâu có đâu. Có đi nè, cái này nè, có đi còn đi 18, 19. Còn hai chiếc nhẫn kim tiền đi 18, 19 nè. Trời ơi, xỏ tay cái luôn. Xỏ tay cái luôn á. Đây 18, 19 nha. Một chiếc 18, một chiếc 19. Mặt dây. Mặt dây này lấy 250 thôi, mặt dây lấy 250 thôi. Đủ màu. Mặt dây 250 thôi nghe, đủ màu nha. Hình như là cái mặt này là mặt cũ à, mặt này mặt cũ à. Mặt cũ mà thấy lộn như đống này thấy bởi vì nó khác với người ta. Mình đeo 4,5 mà 4,2 hả? Cứ vô inbox giùm đi, cứ vô inbox giùm đi. Chốt dòng 650k. Quỳnh Mai ơi là ni mấy á, ni mấy nói lên rõ đi.
chốt vòng ở dưới em có ghim bài đó mấy chị, vô chốt vòng vui lòng lên mã lên số điện thoại giúp em một lượt luôn. Chốt bông cho em đang đeo rồi, chốt bông đang đeo là 270 nè, 270 cho Mỹ Duyên nè, Mỹ Duyên. Không chín bốn tám hai sáu không bảy ba sáu. Cảm ơn Vũ quan tâm nha, cảm ơn Vũ quan tâm, đẹp lắm mấy chị, có năm đôi à, không có nhiều, có năm đôi à. Cho em dây cong chị đang cầm. Dây cong đâu, có dây nào dây cong đâu, không có dây nào dây cong. Dây cong này đó hả, dây này dây cong nhỏ nè, dây cong nhỏ một chỉ, dây phụng chứ không phải dây cong, dây phụng, dây phụng, dây phụng. Kiền đeo cổ 800k nhé. Kiền đeo cổ 800k. Mấy chị ơi nè, đẹp xỉu chưa? Đẹp xỉu chưa? Đẹp xỉu chưa? Cái dây là 750. Cái mặt em bán nốt 250 luôn. Rồi rồi rồi, cho Thạch Trang em bán ngày, em bán em biết không biết khùng khùng sao mà em bán ngày rẻ không biết nữa. Là chị lấy mặt vàng phải không? Nếu mà chị nào mà chốt đơn vô lòng thảy cho em xin cái số điện thoại đi, em có ghim bài dưới đó. Thạch Trang, mấy chị ơi chốt đơn vô lòng thảy cho em xin số điện thoại đi. Chốt mã rồi chốt xin cái thảy lên cái số điện thoại một lượt, ăn biết được em chốt. Nhiều khi cái mã nằm một nơi mà cái số điện thoại nó nằm một ngã, em cũng chốt không biết chốt gì luôn nữa. Chốt cái này đúng không? Cái dây chị cầm là dây, một là dây cong, hai là dây phụng. Em chốt dây gì? Em chốt dây gì cho chị biết. Huỳnh Mai nè, chị Huỳnh Mai nè. Ni 53, Ni 53 để coi lại cho Ni 53. 0918520600 Huỳnh Mai. Cho Vũ quan tâm nè. Đây. 09185. Ủa, Vũ quan tâm. Ủa vậy là em viết lộn rồi, viết lộn, viết lộn, viết lộn, viết lộn. Đã không kịp mà còn viết lộn nữa, sợ đầu hết sức. Chốt con nè. Rồi là 08. Không. 817566174. Huỳnh Mai. Rồi 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 rồi, bông đang đeo. Bông đang đeo. Hiền Trân nè. 0911661583. Đơn của chị gửi chưa? Gửi rồi chị. Bữa nào là em gửi bữa nấy nốt à, chứ em không có để neo đâu. Bữa nào là em đi đơn hết trơn à. Rồi phụng, 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 phụng. Phụng cho Thạch Trang. Ủa chị chốt cái gì ta? Cái mặt màu vàng đúng không? 0704879383. Nguyễn Ngài nè, Nguyễn Lai nè.
Bữa nay em xả nốt mặt 250. Một khi mặt này em bán qua 100 đó, em bán 250. Hàng của Nga. Đây nghe mấy chị. 250. Đây, em bán chạy theo sản phẩm. 250 nha mấy chị. Mỗi mẫu mỗi màu. Ấy mỗi màu mỗi đủ màu lên nó lộn. Mặt chiền hột trắng nhiêu. Mặt chiền hột trắng cũng 250 luôn, 250 luôn. Đây nha, ở đây còn hột nè, ở đây còn hột nè. 250 mấy chị. Mặt chốt mã mặt 250, chốt mã mặt 250. Em có cái dây cũ, em có cái dây cũ nè, chị nào chốt giúp em nha. Cái dây cũ này em xin tì là 4 chỉ nè. 4 chỉ xi men đang đeo không có bán nha, xi men đang đeo không có bán. Cái kiềm chị đeo 800k nha, cái kiềm chị đeo 800k. Cái này là 5 chỉ nè. Cái dây cũ 5 chỉ, ý 4 chỉ nè mấy chị. 4 4 16. 4 lần 4 16 em bán 900k chơi vậy nè. 900k cái này cũ nha mấy chị ơi, cái này cũ nha. 900k. Dây cũ 900k. Chị mấy chị nào chốt giúp em nha. Bông chị đeo là khóa lưỡi ghế, khóa dạng khóa kẹp á, gắn vô kẹp nó lên vô gì. Cái kiền 800k, cái kiền 800k lấy mặt trắng cho Vũ Băng Tâm. Lấy mặt trắng cho Vũ Băng Tâm. Băng Tâm. Hộp trắng cho Tường Vi Phạm. Không 77285 2859. Rồi. Bạn vô vàng non là đương nhiên nó là vàng non. Bạn vô vàng non là nó là vàng non nha bạn nhé. Dây 900k Vũ Văn Tâm chốt. Trời ơi, nó đẹp quá mấy chị ơi. Nó đẹp quá mấy chị ơi, thật lòng luôn. Rồi nha. Chị xi men chị đang đeo sao không bán? Có nghĩa là nó đi 49 mà mở ra mở vô cho đôi bông. Cho một đôi bông. À, Trương Tiến nè. Mở ra mở vô nó cong vòng hết. Chị còn đi 54. Chị nào còn đi 54 mẫu y chang vậy luôn. 0919571335 2 4 6 8 10. Chốt cho em dây chuyền mặt xanh. Rồi. Vừa dây vừa mặt luôn đúng không Hồng Hà ơi? Vừa dây vừa mặt luôn đúng không? Chưa chị ơi, chắc có lẽ ngày mai á. Rồi, có gì vô inbox đi mà Trường Vi Phạm ơi, có gì vô inbox giùm nha. Có gì vô inbox giùm. Hồng Hà nè. Hồng Hà, cái dây chuyền mặt xanh đó là 1 triệu tròn. Cái dây á là nó 750 mà cái mặt nó 250 là 1 triệu tròn nha. Chín trăm ca hết trơn rồi. Sao lâu vậy em? 0396691796. Đôi bông chị đeo hết trơn rồi, có 5 đôi rồi, chị nhìn về có 5 đôi rồi. À, cái kiền 800k chị nào hỏi đây, chị nào hỏi cái kiền 800k nha mấy chị ơi. Cái kiền 800k chốt mã kiền 800 giúp em nha.
Chốt mã kiền 800. Dây chuyền cũ hết trơn rồi gái. Dây chuyền cũ mà Văn Tâm chốt rồi. Inbox giùm chị nha. Dòng chị đang đeo 650 nha. Dòng chị đang đeo 650. Thôi tôi nín chút xíu đi. Cái kiền trắng trong tay giá bao nhiêu? Cái vòng trắng ha, cái vòng trắng thì 700, ý 650, 500, 650. Chưa Nguyễn Ngọc ơi, chưa chưa. Trời ơi sao có đôi bông này. Em có giọng nhẫn tango mấy chị em. Siemens Mini 54, Siemens Mini 54 hả? Siemens Mini 54 là 2.500.000, 2.500.000. Trời ơi. Sao bữa nay em đeo cái bông này khó dữ vậy mấy ta? Em đang like đó, đừng có hành em nữa. Cảm ơn em nhiều nha. Đây đi 54 nè, 2 triệu mấy nè, 2 triệu 50 ngàn. Cân rồi 2 triệu 50 ngàn là giá, ý là một bộ 7 chiếc nha. 2 triệu 50 ngàn bộ 7 chiếc. Dòng là 650 nha mấy chị ơi, dòng 650, 650, 650. Còn dòng này là 700 nha. Dòng này là 700 nha mấy chị. Hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi, để em phối cái này phối tào lao vô mà nó hơi bị đẹp nha, để em phối tào lao vô mà nó hơi bị đẹp nha, để em lấy em phối cho coi, để em nhẫn này vô cho nó sát sát vô, để em thay nó tụt ra ngoài hoài nên nghe. Cái này là 700 nha mấy chị, 700 vòng, 700 ni mấy ở đây vô vô trang này là không bao giờ có phai màu em ơi, đừng hỏi mất công. Ở đây là bán vàng non chất lượng, không có phai màu em ơi. Rồi đây đây đây. Có bị đẹp không mấy chị ơi? Chứ em nói thật chắc nó bị đẹp. Cái vòng là nó 700 nè, cái nhẫn nó 300 nè, nó 1 triệu nè, cái này em lấy 300 nữa là 1 triệu 3 nè. Đây. Cái set nó hơi bị đẹp nha mấy chị. Cái set này hơi bị đẹp nha. Đây cái set. Đẹp quá mấy chị ơi. 1 triệu 3 cái set này, 1 triệu 3 nha mấy chị. Set này 1 triệu 3. Đây. Nhẫn 300, mặt 300, vòng 700 nha mấy chị. Đó. Set 1 triệu 3 nha. Set 1 triệu 3. Rồi em. Nó có 5 màu. Nó có 5 màu. Nó có 5 màu nha. Nó có 5 màu. Nhưng mấy chị, vòng 700, vòng 700. Ai muốn xay máy thì cứ comment lên giúp em. Lên giúp em. Vòng 700 nha. Em có nhẫn tango, tango về rồi nha, tango về rồi. Tango 350. À, có cộng Chanel không? Cộng Chanel là sao? Mặc Chanel hay gì? Mặc hoa chị đeo giá bao nhiêu? 250 thôi, ở trên là 300, ở dưới là 250 luôn, bán nốt luôn. Bán nốt 250 luôn. Dòng 700 hàng Nga. Nga. Mà yên tâm đi, bây giờ Nga FN cũng chất lượng không mà mấy cha ơi, đừng yên tâm đi. Tại vì á, mấy chị lên mua một chiếc vòng á thì mấy chị sợ chứ em đặt một lô hàng em sợ gấp 10 lần mấy chị nữa. Thành ra em bán cái hàng của HN này em bán gần 2 năm rồi. Mấy chị cứ yên tâm đi.
chứ cái vụ mà cái hàng, cái kiểm tra hàng chất lượng, cái hàng chất lượng đó là em đã kiểm tra trước mấy chị rồi, khỏi cần tới mấy chị đâu. Ximen bữa nay ngưng chào nha. Trời, 350 mấy chị ơi. Tân gô 350. Bữa nay tân gô đá lạ nè. Đá lạ lạ không nè. Nhẫn tân gô 350 nha. Nè, đá nè. Tân gô đá sọc nè. Đá sọc đen, đá sọc trà nè. Đá sọc đen, đá sọc trà. Ni 58. Đào xin chốt cái gì ni 58 ta? Ni 58, 58 gì á, đào xin ơi. Mặt đỏ đeo với dây phụng hai chỉ được không? Mặt đỏ đeo với dây phụng hai chỉ. Được nha em ơi, nhưng mà chỉ dây hai dây phụng em có sẵn không, chứ dây phụng chỉ hết rồi. Là dòng công đó. Chanel. Có cộng, có dòng cộng Chanel. À, cái đó hết rồi. Hết rồi. Hồi sáng còn một cái, hồi sáng khách lấy rồi, có một khách lấy rồi. Thằng đẹp lắm luôn, đeo không vừa buồn quá. Em so là ni mấy á, em so ni mấy. Mấy chị ơi, mấy chị lên hàng nhớ lên ni, mua hàng nhớ lên ni chuẩn giùm em. Nhớ nói ni chuẩn giùm em. Để đừng thấy đẹp quá rồi chốt đại, rồi cái kết thúc là khai đeo không được. Nhẫn chị đeo bao nhiêu tiền vậy? Cái này 270 nha. Tân gô 350, tân gô 350, còn cái nhẫn đá tròn này 300. 270, nhẫn hoa mai 270 mấy chị ơi, nhẫn hoa mai 270. Em cũng không quên cái nhẫn dương miệng luôn. Dòng 700 đó. Dòng 700. Còn ni 58. Ni 58, 58 để kiểm tra coi, hình như là ni 58 à, chị có dặn công ty rồi đừng có đưa ni to. Có 56 thì có. 56 không có chứ 58 không có. Mà hình như là ni 58 chị không có rồi em ơi. 58 không có rồi nghe, 56 không nha. Từ ni 54 quay đầu, nó không có 56. Dòng cặp trơn sao ni 60 không có nha, không có chọc dòng cặp. 52, 54 quay đầu chứ không có 56. 56 có cái vòng này. 56 có cái vòng hoa mai nè. 56 có vòng hoa mai nè, đầu xinh ơi. Có vòng hoa mai. Đây. Cái vòng hoa mai này ni 56 nè. Ni cũng 54, 55 chứ không có 56 nổi. 54, 55 chứ không có 56. Đây nha. Có mặt dây chuyền lớn không? Mặt dây chuyền lớn ai muốn xem mặt dây chuyền lớn thì inbox giùm em nha, em chụp hình gửi mẫu. Em chụp hình gửi mẫu cho xem bông tai. Kiền chị đeo là 800, 2 chỉ, 800 2 chỉ nha. Bông tai bạn nào muốn xem bông tai thì em chụp hình gửi mẫu luôn mấy chị ơi. Muốn xem bông tai em chụp hình gửi mẫu luôn. Rồi, cảm ơn em. Đây nha. Cái này 200k nè. Bông nơ em còn cái màu cam nè. 200k mấy chị, bông nơ 200k nhé. Bông nơ 200k chị nào chốt giúp em. Có dây chút không chị? Có dây chút nhỏ hay chút lớn? Có chút nhỏ thiệt nhỏ mà có chút lớn thật lớn. Nó hai kiểu, có hai cỡ kích, hai kích cỡ. Đây. Có hàng chung nữa nè. Xem dòng hộp đỏ ni 54. Dòng hộp đỏ ni 54. Chết mẹ rồi, nó nằm tuốt ở dưới. Em nói chuyện nãy giờ. Cái miệng nói trên mà cái cục gắn tay nó nằm dưới không ai nhắc em hết. Bông tai chị đeo bao nhiêu tiền? Bông tai chị đeo 250. Bông tai chị đeo 250 nha. Cái còng đỏ, còng đỏ đi 54. Còng đỏ đi 54, để em đo lại coi phải đi 54 không. Khuyên lật, có khuyên lật nha. Cho em xem những hộp đen tân gô nè. Nhẫn bông mai ngọc hồng tân gô nha, xem kỹ nha. Em có hai chiếc nhẫn sọc đá sọc nè, một cái đá sọc đen, một cái đá sọc đá màu trà. Rồi cái nhẫn hộp đỏ là ni 52 không có 54 nha. Ni 52 không có 54.
Đây, chị nào muốn đổi màu em có em chị nào muốn 54 nói đi, hú em một cái em đổi màu liền. Đổi màu tức khắc liền, đổi hộp chứ không đổi màu, đổi hộp. Ngọc hồng nè. Ngọc hồng. 0363711915. Nhẫn hoa mai, ai chốt nhẫn hoa mai đâu? Nhẫn hoa mai, nhẫn hoa mai mà không nói như mấy. Nhẫn hoa mai ni 19. Không có kim thượng lê ơi, không có ni 19 nha. Chuyền tay giá bao nhiêu? Cái chuyền cái vòng đeo tay này 650 nha mấy chị ơi, 650 nha. Cái vòng hoa mai, vòng mai đeo tay là 650, vòng mai đeo tay 650. Còn cái giỏ cái vòng này là nó 700k, vòng này 700k. Mấy chị ơi, em hơn ngưng, bữa nay em ngưng chào xi men nghe, em không có xi men thành ra em không có chào, em không có nhẫn tân gô ni 16 có nha em ơi. 15, 16, 17, 18 có đủ hết, nay về đủ ni mà. Nay về đủ ni. Nhẫn xanh 250k có ni 5 không? Có. Ờ ni 5 không có, ni 5 không có. Có ni 6. Có ni 6 nghe không dài. Có ni 6 để lấy cái nước đo coi. Còn một chiếc ni 5. Có ni 5, có ni 5 nghe da hơn da. Có ni 5, còn một chiếc ni 5. Tại em ẩu quá ẩu. Còn một chiếc ni 5 nè. À, dây chút nhỏ ngắn chị. Cái này nó có 4 tấc rưỡi à, dây chút nhỏ ngắn thì có 4 tấc rưỡi à. Có 4 tấc rưỡi. Nhẫn nam đo xây máy gì chị? Cái này nhẫn ai nói sai ai cái có đủ sai, nói chung là có đủ sai nha mấy chị ơi, có đủ sai. Mặt đá màu tím, cái này mặt đá màu xanh chứ không phải màu tím nha mấy chị. Mặt đá màu xanh cái đó 300k, còn mặt đá dưới là 250. Đá dưới là 250 nha. Đá trên là 300k, cái này 450 nè. Ni 54 coi chế. Ni 54. Đây nè. Nói chung là em muốn ni 54 đá màu gì em cứ nói đi rồi hú cái đi rồi chị làm cho. Tại vì nó thay đá được, đơn giản thôi. Hoa mai 65kg đeo vừa không, 65kg là đeo ni 17 được á. 65kg đeo ni 17. Đây nghe. Đây có màu đỏ nè, màu trà, màu vàng, màu tím, màu xanh. Đó, ai muốn màu nào thì nói màu nấy. Ni em có thể thay hộp. À, dây chữ công nhỏ bao nhiêu? Dây công nhỏ 400k nha, dây công nhỏ 400k mấy chị. Dây công nhỏ 400k, 400k dây công nhỏ nha. Cái nhẫn xanh này 350, nhẫn xanh này ra 350. Chị ơi, cái còn cái này là 280. Chị ơi, chị vô trong cái nhà em là vàng non là em bán vàng non. Nhà em bán vàng non. Cái dây trúc xi men 58. Trời em nói chị mấy chị cả chục lần rồi mấy chị, bữa nay em không có xi men, đừng có hỏi nữa. Em ngưng chào xi men rồi. Em có lắc em bé nè, em có lắc em bé nè. Lắc em bé này 200k, lắc em bé này 200k. Lắc em bé này 200k nhé. Lắc em bé này 200k, cái này là 300. Rồi 300k luôn. Lắc N 300k. Chữ công 5 tấc rưỡi không vậy? Hỏi vớ vẩn, hỏi tùm lum tùm la, đã nhà mình nói vàng non rồi thì cứ cho hỏi chất liệu gì, chất liệu gì. Họ người ta hỏi tùm lum hết trơn, nói chung là em tập cho em like mấy chị ơi. À, vòng tay màu tím ni 52 không, giá xem bao nhiêu. Đây ni 52. Giá 700k, ni 52 giá 700k, nhẫn lê cho em mua một nhẫn hoa mai 64kg rồi. Cho nhẫn lê nè. 0795894826. Nhẫn lê nè. Đây nghe. Chị phải hỏi rõ là ký hiệu gì. Thế chị hỏi chất liệu gì, chất liệu gì vàng non rồi bán chất liệu vàng non với em biết chứ. Ký hiệu gì? Hàng Nga với HN đó. Được không? À, ni 17.
Em ơi chị dơ lên đó, chị dơ lên rồi đó em. Chị dơ lên rồi đó. Chị dơ lên cái kiểu với cho em rồi đó. Dơ lên chị còn là bỏ xuống hơn chị làm công chuyện chứ mà dơ lên có dơ hoài, cầm cái mẫu đó dơ hoài tao nó khùng á. Tại vì không có lên mấy mẫu khác. Rồi nghe. Lắc N ni mấy? Hình như là ni lắc N ni mấy ta. Mấy bỏ này mất tiêu rồi. Nghĩ sao mà giờ này điện cho em vậy mấy chị? Cái lắc N đâu tiêu ra. Bốc 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 bốc, thấy rồi nó mất tiêu không biết nữa. Vi phụng hết trơn rồi gái ơi, vi phụng hết rồi. Lắc N đi 50. Lắc N đi 50. Lắc N đi 50 nghe. Đây nghe, 300k, hơi bị đẹp luôn. Đi 50 300k. Đây cái lắc xích 400k, cái lắc xích 400k để em cân lại phải đúng 400k không? 400k 450k mấy chị ơi, tại vì cái hàng này nó dài. Lắc xích 450k, N 300k. Đây ha. Còn cái lắc lưới nè. Cái lắc lưới là 650k. 650k cái lắc lưới nè. Đôi bông tai chị đeo bao nhiêu? 250 em ơi. Đôi bông tai chị đeo 250 nha, 250. Cái lắc lưới là 650k, lắc lưới 650k nha. Cái này là 250 nha, đá xanh nhỏ là 250. 250, 250, 250. Rồi cái lắc bi, để lắc bi này em để lên coi. Cái lắc bi này 300k luôn. Lắc bi 300k. Lắc con nít. Lắc bé, lắc con nít. Mai Ly nè. Lắc bé là lắc 200k đó đúng không? 0834986478. Mai Ly ơi. 52 con vừa, 52 con vừa. Mai Ly ơi, chiếc lắc 200k đúng không? Lắc bé 200k đúng không? Lắc bé 200k. Dây chuyền to bao nhiêu? Không, bản mới chứ không có cũ. Mới mới. Lắc lưới ni mấy hả? Lắc lưới đó ni nói chung là nhỏ được mà em có thể móc vô trong được, lắc lưới em móc vô trong được. Lắc lưới đó từ ni 54 cho tới ni 48. Nói chung là từ 54 quay đầu đó, em muốn móc cỏ nào móc. Nhẫn đá xanh cho thanh lam nè. Thanh lam nhẫn đá xanh nè. Thanh lam. Em nói để em mua cái máy bấm in đơn đó mà em chưa có. Em không biết mua ở đâu. Ni 8 0799380507. Có nghĩa là ấy, cái chị nhấn vô đó là bây giờ nó chạy ra lại máy em khỏi ngồi. Em ghi lâu lắc quá mà em không biết mua cái đó ở đâu. Mấy chị biết mấy chị tư vấn giúp em ơi. Ni 8 à, Thanh Lam ơi vô anh móc nhớ giùm. Nhớ nhắc giùm chị nghe. Nhớ nhắc giùm chị là ni mấy vào cái hộp màu gì nó. Nhớ nhắc giùm chị nghe. Em lấy mặt đá tím Nguyễn Liêm nè. Mặt đá tím ni 52 nè. Em chốt như vậy, chị nào muốn mặt ni mấy và cái đá màu gì đó là cứ inbox giúp em nghe, cho em cái địa chỉ nghe, rồi nói là cái mặt đá gì đó ni mấy. Đặng mà em biết em chốt, em có thí dụ như có không có vừa chị em thay hộp hay là gì cho vừa ý cho mấy chị. Kiểm tra hàng đàng hoàng. Nguyễn Liêm nè. Kiền chị đeo bao nhiêu? Kiền chị đeo là 800k. Kiền chị đeo là 800k. Lấy cho em nhẫn xanh đó ni 15. Nhẫn xanh đó ni 15. Ni 16 gái ơi, chứ ni 15 không có. Ni 16. Ni 16 không à. Nhẫn xanh này ni 16 không à. 15 không có được không Vivi ơi? 16 em có thể đeo ngón giữa được mà. À, chị ơi, cho
Chị ơi, cho chị dây chuyền. Dây chuyền gì? Dây chuyền gì á Mai Ly? Em nói dây chuyền gì chốt rõ cho chị ơi, nói rõ cho chị ơi. VV 0373990522. Mấy chị ơi. À rồi 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 chị hỏi. Rồi 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 rồi. Chị Mỹ Ngọc gì đó chốt đơn vô lòng thải cho xin số điện thoại nha. Chốt đơn vô lòng thải cho xin số điện thoại nha. Rồi bây giờ có ai chốt này không mấy chị ơi? Có ai chốt cái này không? Bi nè, bi lớn, bi nhỏ nè em có nè. Bi nhỏ, bi lớn, bi trung em có luôn nè. Chốt đơn vô lòng thảy em xin số điện thoại mấy chị ơi. Em còn chiếc nhẫn em bé, chiếc lắc em bé nè. Lắc em bé nữa nè. Rồi rồi rồi, cho Vivi chốt bông đang đeo cho chị. Cho anh Thạch nè. Anh Thạch 0704868855. Anh Thạch. Rồi. Khoan lọt trên tay. Khoan lọt trên tay. Cái này là lắc. Cái này là lắc. Lắc nó đi 50. Lắc nó đi 50. Lắc N. Lắc N đó đi 50. Rồi lắc lưới nè. Có ai chốt không mấy chị ơi? Lắc lưới. Chốt cho em nhẫn xanh đi 6. Mỹ Ngọc. À, cả nhà ai có vô anh chốt giúp em nha, inbox em chốt đơn qua inbox cho em, không có gọi điện chốt đơn nha. Rồi là khách đừng trách ra, đừng có la ó với em là nói là tại sao không gọi điện chốt đơn. Mấy chị ơi khổ lắm, khổ dữ lắm, bán hàng này làm dâu trong họ mấy chị ơi. Bữa nay em có một chị nha, điện thoại chửi em xối xả luôn. Có nghĩa là nguyên nhân là khách gửi hàng về cho em, kêu em quay bóng lại, mà gửi qua bưu tá mà không cho số cái địa chỉ của em, rồi bưu tá nó đem về bên cái kho của nó, rồi nó cứ lưu hoài lưu quỷ luôn, rồi nó không có chịu chốt chứ nó không có chịu gửi cho em đâu, mà nửa tháng 20 ngày gì đó. Rồi cái chị kia chỉ cứ điện chỉ nói là em đã nhận rồi, rồi em tham lam em gìn giữ. Trời ơi mấy chị ơi, nói thiệt nha mấy chị, đồ quỷ đồ ma. Trời ơi, cái đó mướn em đi. Chỗ em làm ăn mà đừng có nói tào lao tầm bậy gì, em không có chịu. Nhẫn đó đi 15 có không chị? Nhẫn đá đỏ đi 15. Để chị em vô inbox đây, để chị vô chị kiếm coi coi có cái nào 15 đó, rồi chị chụp hình gửi mẫu cho em. Để thí dụ như mà em muốn đá màu gì chị thay đá cho em nha. Như tiền cái lắc đó. Cái lắc đó là cái lắc gì? Cái lắc đó cái lắc gì? Cái lắc này 300k nè. Cái lắc này 300k nè. Cái lắc N đó 300k nè. Nhẫn tango hộp đen. Hộp đen nhẫn tango nè 350. Ni máy đây. Cái này có ni 7 nha, cố gắng thành công. Ximen ni 52 cao cấp không có. Nhận được đồ em gửi chưa? Bên em gửi bên bưu điện rồi đó. Em gửi bên bưu điện rồi đó. Cái này là ni 6, em cứ lấy đi rồi ngày mai đi, ngày mai đó em nói rõ số đồ, số tiền bao nhiêu đó, cái đồ em gửi số tiền bao nhiêu đó, rồi bắt đầu là chị lấy cho em. Chị đi đồ đi đơn cho em, đơn em chị giữ đây nè. Quen mà chị sợ gì? Với phần á, khách nào mà mua đàng hoàng, ngay ngắn đàng hoàng á, lắc lưới 650. Nhiêu ta? Ờ 650. 650, lắc lưới 650. Lắc bi bao nhiêu tiền, bi to bi nhỏ? Bi to hay bi nhỏ? Cũng có lắc khúc nè. Lắc bi nè. Lắc hộp nè. Em anh Hoàng Lê chị có gửi hàng cho em chưa? Rồi. Ni 54 vừa không? Lỡ cái gì ta? Ơi. Vừa, ni 54 quay đầu. Ni 54 quay đầu nha. Chốt em cái lắc N cho Thúy Lê nè. Thúy Lê. Thúy Lê có đơn.
À, cái đơn bữa nay có đi đi rồi quá. Cái đơn bữa nay đi rồi, cái đơn hôm qua đi rồi. Chút đơn vô lòng phải cho xin số điện thoại nha Thi Lê ơi. Khách quen lạ gì cũng phải cho em xin số điện thoại hết. Dây chuyền bi to, có dây chuyền bi to nè, bi to nha. Dây chuyền bi to. Đây nha. Bữa nay em có dây nhỏ nè, dây nhỏ nè, dây lá me nè, dây lá me 300. À, kiền chị đang đeo bao nhiêu? 800k nha. Mặt dây chuyền đang đeo bao nhiêu vậy? 250 luôn, có đủ màu luôn. Mặt dây chuyền mẹ Quan Âm giá bao nhiêu? Còn màu trắng không à? Còn màu trắng không nha. Mặt dây chuyền mặt ông địa chứ không phải Quan Âm. Ông địa, cái này ông địa. Cái này là 300, 300. Dây bi to bao nhiêu? Dây bi to hả? Bi to này nó hơi to nha. Hơi to. À 4 chỉ 1 5. Cái kia 50.000, 4 16, 1.650.000. Cho coi dòng cẩm thạch, dòng cẩm thạch đây nha. 650k mấy chị, 650k không biết sao mà tự nhiên em tuột bill à mầm xuống như mấy chị ơi. Kỳ quá à, còn có bảy mấy người xem không biết sao nữa tuột bill nữa. 0934708952. Rồi là lấy cái gì quên ta? Bi to mấy tấc? Bi to 5 tấc rưỡi, hình như 6 tấc, 5 tấc rưỡi gì á. 5 tấc rưỡi gì á. Chốt cái lắc N, rồi là cái lắc N. Lắc tay bao nhiêu? Trời ơi em đeo một người lắc tay gì hỏi vậy là em bí đường luôn rồi. Một người lắc tay với chị. Cái lắc gì? Mã máy? Cái tên gì? Cái lắc cái kiểu gì? Cái lắc kiểu gì? Vòng mấy chị ơi, vòng vòng nha. 700k nha mấy chị, vòng 700k nha, vòng 700k. 700k, 700k. 700k, 700k. 700k cái vòng 700k mấy chị ơi, cái này là 650 nè, cái này là 650 nè. Em có màu trắng, màu trắng với màu trà. Em có màu trắng với màu trà. Màu trắng với màu trà. Vòng trái tim luôn, vòng trái tim 650 luôn, vòng trái tim 650 luôn. Vòng 700 màu vàng ni 56. 700 màu vàng ni 56. Hình như là có ni 54 không có 56 nha Nguyễn Muội ơi. Mà Nguyễn Muội ơi, Nguyễn Muội chị à, có 55 mà chứ không có 56, 55 nha. Nhà chị nhắc cái Nguyễn Muội là chốt chắc chừng chị nha, đừng gái để mà xả hoài. Lắc khóa hộp bao nhiêu ni mấy? Lắc khóa hộp đó ni 56 á. Đi 56 á. Ủa nãy ai hỏi cái này em chốt chưa ta? Ủa hồi nãy ai hỏi này nè em chốt chưa ta? Có ai hỏi này nè em chốt chưa? 650. Em chốt chưa? Rồi. Không 7686040066. Viettel hả? Viettel đấy chị chạy ra Viettel chị coi coi. Ý chị định nhắn tin Viettel chị hỏi coi. Nhắn tin Việt Theo hỏi coi. Kỳ vậy. Tất cả bàn vàng non, bán là vàng non. Nó là vàng non thì nó là vàng non. Giờ em cũng nói là cái gì. Má ơi, má ơi. Dây chuyền đi chị. Em chốt cái gì thì em lên sai giúp chị. Ý em lên số điện thoại giúp chị. Út Quyên ơi, Út Quyên ơi, chốt cái gì lên số điện thoại giùm chị.
Rồi chị cảm ơn em nhiều nha. Chị cảm ơn em nhiều nha. Em xem mặt dây chuyền. Em muốn xem mặt dây chuyền thì em vô inbox giùm chị đi, rồi chị chụp hình gửi mẫu qua cho. Chứ giờ mặt dây chuyền nó tí lên lâu lắm. Chút nó lên lâu lắm. Có dây này 400 nè. Rồi cái dây lá me 300 nè. Rồi cái dây trái khế 400 nè. Đó, em có chỉ có vậy thôi. Rồi cái dây này nó 450 nè. Dây khúc 450 nè. Dây khúc 450 nè. Đây, cái dòng này 750 nha, cái dòng này 750. Nhẫn hộp vàng bên trái. Hồi nãy em nói 270 280 ta. Này nó 270 280 của anh Tiêu rồi. Rồi giờ lỡ rồi bán qua. Giờ lỡ rồi bán 270 đi, 270 đi. 270 nha, nhẫn 270. 270 270. Dòng trái tim hả? Dòng trái tim có đi đi 7, ấy đi đi 52, 54, còn 54, dòng trái tim còn 54. Còn 54, hồi trưa này có người chốt đi 52 rồi. 54 nha, dòng trái tim 54. Đây nghe mấy chị ơi, nhẫn tango 350 nha. Một nhẫn đi 8 hả? Nhẫn đi 8, đi 8 không có rồi chị ơi. Em còn có đi đi 7 không à. Em còn đi 7 không á. Đi 8 em hết rồi. Đi 8 em hết trơn rồi. Em còn đi 7. Mặt dây chuyền trắng bao nhiêu tiền? Cái này không phải trắng nha, mà là màu trà. Em bán 250. Em bán 250 có nhẫn luôn, có vòng luôn, đó nguyên set nè. Đây nha, 250 nè, nhẫn 3 cho 270 nè, nhẫn 270 mặt 250 nè, là 520 nè. Ủa, 520 nè, cái này 250, ý 550 nữa nè, ý 700 600 rưỡi nữa nè, là 1.120.000, 1.170.000 nguyên set, 1.170.000 nó hơi bị sang mấy chị ơi. Rồi nhẫn tango không ai chốt em xuống mẫu nha mấy chị ơi. Nhẫn tango không ai chốt em xuống mẫu. Rồi xuống chi lên thêm nữa đi. Xuống chi. Xuống chi lên thêm đi. Nhẫn đá màu nha mấy chị ơi, nhẫn đá màu 250 nha, nhẫn đá màu 250. Đá màu 250. Hà Lệ cái gì lắc lưới 650k ni máy ni 50 chốt chợ 5 ni 50 quay đầu. Có nghĩa là em muốn cái ni máy em có thể em móc phía trong. Em có thể móc phía trong. Nói chung là ni 54 là móc hết ra ngoài là ni 54, mà nếu mà em muốn ni 52, 50 hay gì em móc vô trong. Đơn giản lắm. Lắc 650, lắc lưới 650 mấy chị ơi, lắc lưới 650 nha. Rồi em có nhẫn cưới nữa, chị nào chốt nhẫn cưới chốt giùm em. Có hộp trà đeo dây chuyền được mặc hộp trà đeo dây chuyền bi được không? Mặc hộp trà đeo dây chuyền bi mà dây chuyền bi nó bay lớn á, dây chuyền bi nó bay lớn. Ví dụ như nôm na là cái dây này đi là được. Cái này dây này là được nha. Cái dây bi cái size nó bị lớn là được nha. Đây nha. Đây nè, được nha. Đó. Ai muốn bông thì em chụp hình gửi mẫu mấy chị ơi, ai muốn bông em chụp hình gửi mẫu. Nhẫn chị đang đeo có hộp trắng không? Hết trơn. Có hộp trà không? Không có hộp trắng nha. Hộp trà, hộp màu trà, không có hộp trắng. Dây cũ chị mới bán rồi. Như có cái dây này nè, có dây này nè, có dây này hai chỉ sáu nè,
2 chỉ 6 1 triệu mấy nè. Em bán cái dây này 700k. Mấy chị ơi, mấy chị muốn bông mấy chị inbox vô giúp em. Mấy chị muốn mua bông inbox vô giúp em. 700k. Chốt mã dây cũ 700k mấy chị ơi, dây cũ 700k mấy chị. Chốt mã dây cũ 700k giúp em. Dây cũ 700k, em có dây nào nè, em có dây nào. Đó, ai muốn đòi dây gì em có nè. Có dây N. Miễn phí xếp toàn quốc nha mấy chị ơi. Miễn phí xếp toàn quốc, cái mặt 250 em vẫn miễn phí xếp toàn quốc. Không có nhẫn xi men. Cái mặt 250 em vẫn miễn phí xếp toàn quốc luôn. Có lắc khúc nè. Có lắc hộp nè. Không có vòng cặp. Mua mặt hộp trà. Mặt hộp trà chốt cái gì thì vui lòng thể cho em xin số điện thoại mấy chị. Chốt đơn vui lòng thể cho em xin số điện thoại, em chốt đơn nha. Chốt đơn vui lòng thể cho em xin số điện thoại nha mấy chị ơi. Em có cái nhẫn nhỏ xíu siêu nè, nhẫn nhỏ xíu em bán 200k thôi. Nhẫn nhỏ xíu siêu nè. Chị nói rồi, cái lắc lưới đó em có móc, muốn móc vô đâu cũng được đó, 46 cũng được luôn nữa. Tại vì móc càng sâu vô nó bình thường. Móc sâu vô nó dạng nó lắc lưới nó đa năng mà, nó đi 54 là nó hết, nó cao với nó rộng hết á, lớn hết á, to hết á. Cái này 200k. Đây, đá hột xanh 200k đi 17 nha mấy chị. Có kiềng dẻo không? Kiềng dẻo không có. Kiềng chị đang đeo là kiềng cứng. Kiềng chị đang đeo là kiềng cứng. Em có mua chị, có mua em mà có ở nhà em mua hộp. Rồi. Mặt dây hộp có 7 màu. Dây N bao nhiêu tiền? Rồi dây N. Nói chung là em lên cái gì mấy chị chốt coi được, chốt thì em chứ mấy chị hỏi lăng tăng em không biết đường đâu luôn. Mấy chị hỏi vòng vòng em không biết đường luôn. Nó có phai ra mà si chị ơi. Nó phai ra mà đeo si em ơi. Nó 2 chỉ 8 1 triệu mốt. 2 chỉ 8 1 triệu mốt. Cái dây N rất là đẹp luôn. Cái dây N rất đẹp luôn. 2 triệu 8 1 ý 1 chỉ mốt 2 chỉ 8 1 triệu mốt. Cái nhẫn màu trà. À, cho em xem lại nhẫn màu trà. Nhẫn màu trà đây nha, 270. Nhẫn màu trà 270 nha mấy chị. Nhẫn màu trà 270. Cái lắc xích. Lắc xích, em hết lắc xích to rồi chị ơi. Em có lắc xích nhỏ rồi chứ không có lắc to, xích to. Cái lắc này đi 52. Em ơi, chị nói là không có dòng xi men, chị không có chào dòng xi men tại chị không có. Tại vì chị không có cái xi men đi 54, chị đã lên một lần rồi, cái hàng đó là nó là 2 triệu 50 ngàn. Nó là 2 triệu 50 ngàn 7 chiếc nha. Chứ còn cái hàng ngoài ra là chị không có đâu. Mà chị chào chị lên. Cái này là 250 nè mấy chị. 270 mấy chị ơi. Đây nhẫn hoa mai. Nhẫn hoa mai ấy, nhẫn hoa tầng nè. Nhẫn hoa tầng là 250 ấy, 270. Em có mặt luôn. Rồi em có một cái lắc bi 300k. Chị nào chốt giúp em một lắc bi 300k. Rồi là cái cả cỏ bốn lá nè, cỏ bốn lá nè ha, 250. Cỏ bốn lá 250. Chốt lắc 650k cho em xem nhẫn trà rồi chốt. Đây. Nhẫn bông mai bao nhiêu chị? 270. Nhẫn này 270. Đây cái mã nhẫn tầng nhẫn hoa mai nè. Hoa mai tầng là 270. Nhẫn hộp trà có ni 6, 1 chiếc ni 7, 1 chiếc ni 6.
Ai chốt cái gì thì thảy ni thảy mã thảy số lên cho em nghe mấy chị ơi. Lắc bi cũ bao nhiêu? Cái lắc bi này, lắc bi này 300k. Lắc bi này 300k em ơi. Lắc bi 300k. Lắc bi 300k. Nhẫn hoa mai, nhẫn hoa mai nào, nhẫn hoa mai nhỏ nè, ha nè, 150. Cũ nha mấy chị. Ni 6 với ni 7 em muốn chốt ni mấy? Ni 6 ni 7 em chốt ni mấy? Cái này ha 150 nè, 150 nè, chốt nhẫn 150. Chốt mặt 150. Đây cái mặt như cái mặt hoa mai này nè mà cũ nha. Đây 150. Chốt nhẫn lá này 100. Đây nha. Nhẫn lá liễu này 100. Chị lắc bi có mặt hay chưa? Lắc bi là lắc bi chứ sao có mặt em? Cái nhẫn đeo ngón út này là cái nhẫn nhẫn cặp nha. Thúy Thanh, em lấy nhẫn hột trà bên trái em nặng 54 kg. Em có inbox nha, có inbox, inbox giùm chị nha Thúy Thanh ơi. 0789513086. Em chốt đơn qua inbox chứ em không có gọi điện chốt đơn nha mấy chị. Em không có gọi điện chốt đơn. Nặng 54, nặng 54. 54 em lấy nhi 6 đi. Nhẫn hoa mai ni 6 rồi, hoa hồng ni hao khi mai trước rồi. Hoa hồng lấy ni 7 được không? Hoa hồng lấy ni 7 được không? Hoa mai có ni 6 nè, hoa mai có ni 6 một màu vàng. Thì màu vàng với hồng, màu vàng với màu trà nó có màu vàng màu y cũng y chang à. Cũng xê xích với nhau à. Đây nghe. Hồng hoa nè. Mấy chị chốt đơn có thể cho em xin cái địa chỉ inbox, thể cho em xin địa chỉ nha mấy chị ơi. Qua inbox thể cho em xin cái địa chỉ nha. Em chụp hình gửi mẫu xong rồi mấy chị ok rồi em mới đi đơn chứ em không có đi đơn ngang đâu mấy chị, cứ yên tâm yên chí mà thể số điện thể cái địa chỉ cho em đi. Nguyễn Thanh à, Nguyễn Thanh là thảy chốt đơn thêm một món gì đi ngang chớ mà cái nhẫn không là tính tính phí đó, mà cái đó là ni 7 hay gì á. 0981599278. Cái chiếc nhẫn đó là ni 7 đó được không? Nhẫn lá liễu này ni 7 nè. Nhắm ok thì chốt nha, chớ không có vừa ni rồi cái chốt xong rồi á à, chị ơi không vừa xả ra giùm em. Thà không chốt, không chốt trên like cho em bán lại cho người khác. Cho Hoàng Minh Nhi nè. Minh Nhi nè. 0988008047. Cái đó em vô inbox giùm chị đi. Cái đó em vô inbox giùm chị đi. Chị em vô inbox giùm chị đi. Chị kiểm tra đơn chứ bây giờ em hỏi như vậy chị cũng không biết. Sao em cho cái gì không vô inbox mà mỗi lần chị like là lên hỏi đơn. Em cứ vô inbox đi rồi chị rảnh chị tra đơn chứ mà em ấy là chị không có nhớ nổi đâu. Mọi thắc mắc gì qua inbox giùm em nha. Em có cái lắc bé, cái lắc bé này 200k, chị nào chốt giúp em lắc bé 200k. Lắc bé 200k nha.
không có đi năm chốt đi sáu cũng được, không có đi năm. Nhẫn hoa mai nè, màu trà nhé, có Zalo em thích cũ. Không có đi năm chốt đi sáu mà không có đi sáu chốt đi bảy được không? Có đi sáu rưỡi ra được không? Có đi sáu rưỡi rồi được không? Chiều mai đi sáu rưỡi nha. Lắp dây xích 450k, ni mấy, ni 50, ni 52, ni 52 khóa là khóa hộp nha, chứ không phải là khóa chữ ớt nha. Ni 52 khóa là khóa hộp nha, chứ không phải khóa chữ ớt. Nhẫn hộp bên chị đang đeo có hồng đậm không? Này ni 52 hồng đậm. Là ý em nó màu trà đó hay gì? Ý em nó màu trà đó hay gì? Nè chỉ có bao nhiêu nè? Nè, nè, đây. Màu sọc nè, sọc trà nè, màu trà nè, màu đỏ nè, màu đen, màu rêu nè. Còn này là màu đen nè, còn này màu xanh đen. Màu tím, màu xanh. Lấy nhẫn áp út 350 ni 7. Màu xanh rêu. Xanh rêu đem lùa cái này ra, cái này là đứng ni 7 nè, xanh rêu nè. Ni 7,5 luôn á. Màu đỏ được không? Màu đỏ. Chết mẹ 8 luôn rồi. Rồi có màu tím được không? Trời ơi màu tím cái hộp nè. Màu tím cái hộp nè, nó không có giống như mấy cái kia. Nhạt gần màu trà hả? Nhạt gần màu trà là có màu vàng nè. Cái đó bé gái em ơi, bé trai đuôi đây không được, bé gái. Lắp xích 450k nhé. Vi Nguyễn, Vi Nguyễn có đơn không? Có đơn không? Không có đơn thảy cho xin số điện thoại. Màu xanh, Ngọc An. Nói chung là có cái màu tím được không? Có màu tím được không? Chứ cái màu xanh rêu vậy nè. Màu xanh này thì ni 5 mà rồi màu rêu thì ni 8. Màu tím được không? Có màu tím ni 7. Có màu tím ni 7. Là cái màu hồng đậm, cái màu này nè, có màu này này được không? Cái màu này được không Sala? Cái hai bên là hai cái viền sọc nha. Cái trắng hai bên là xì sọc hai bên nha, đá bữa nay có sọc. Bữa nay có đá sọc. Vậy là không có em ơi, không có. Không có rồi Kiều Mai ơi, tại vì nó còn có bi lớn à, nó có bi lớn à. Nó có bi lớn. Em có một chiếc nhẫn này 150k nè. Tiến xem lại hả? Tiến xem lại. Cái đá đó nè, đá này đá 3D, 4D gì nè, 5D luôn á. Đây nè. Ở trên nó là nó dạng nè. Cái này là đá chuẩn nha chứ không phải mũ nha. Dây cong ba chỉ không có. Cho em coi dây chuyền chị đeo. Dây chuyền đeo là đeo dây mẫu vịt đó em ơi. Hộp tròn không phải hộp, hộp vuông. Hộp tròn. Hộp tròn chỉ có màu hồng nè. Màu hồng nè. Màu hồng nè gái. Ni mấy? 250. Ngọc An thảy cho xin số điện thoại Ngọc An ơi. Thảy cho xin số điện thoại đi. Quen lạ cũng thảy cho xin số điện thoại nha. Dòng cẩn này 3,650, dòng cẩn này 650. Nay không có nhẫn trơn nha, nay không có nhẫn trơn.
salad cái này ok không? Mà cái này hình như là size nó size to ấy. Size to size 7 á. Size 7 á. 0 3 9 6 0 0 3 9 6 6. Em có chiếc nhẫn này, nhẫn lưu nha mấy chị, chiếc nhẫn lưu nha, em bán 250 thôi, nhẫn lưu em bán 250 thôi, em có hai chiếc nhẫn lưu nha, màu rất là đẹp, 250, mặc dây chuyền đeo này 250 nghe, mặc ở trên là 300, đó bữa nay em khùng em bán 250 đó, cái này là 300 đó, bữa nay bán 250, khùng giờ nào bán giờ nấy. 250 của Nga nha. Đây có màu trà, dòng trắng chị đeo ly mấy gì, ni 50, dòng trắng chị đeo ni 50, xem nhẫn màu xanh đây, xem giùm chị nha. Đúng rồi, hôm bữa là chị em đeo em mua là 300k đó, bữa nay là chị bán 250. Nay chị bán 250. Chưa chị. Em có một chiếc nhẫn này. Nhẫn bánh đúc rồi mấy chị, nhẫn bánh đúc, nhẫn bánh đúc nha, nhẫn bánh đúc, nhẫn bánh đúc, có một cái hoa mai xanh, nhẫn chị đeo ngón út, size mấy vậy, size 4 và size 5, size 5 chứ không có size 4, size 5, nhẫn chị đeo ngón út là size 5, đây nha, size 5, size 5, size 5, có size 5, size 6 luôn, mà hình như là cái này là size 5 đều hết nè. Nguyên ngón tay gì là size 5 không? Dây nào còn dây nào này nè chị, mà chị ơi, dây nào nè. Còn dây nào nè. Dòng màu xanh. Không có dòng màu xanh. Dây nào này là nó 2 chỉ 8 á, nó 2 chỉ 8 á. Như là 2 3 chỉ á, là nói chung là 1.100.000. 1.100.000 đó, mà em lấy 1.100.000 không nhé. Cái này 650, 650 đẹp lắm, cưng xỉu luôn. Cái này là đeo trẻ trung chứ không có già nha, đeo nó có cái sự sang, mặc cái bộ đồ bà ba lên một cái rồi, đeo cái kiềng lên một cái, mặc bộ đồ bà ba lên, trời ơi. Đây nghe mấy chị ơi, cái gì bé bé vậy nè, đây nè, 1.100.000 nha, 1.100.000, 1.100.000. Rồi cái nhẫn này là 250, 150 nè, cái nhẫn này 150, nhẫn 150, nhẫn 150 này là nó ni 7 nè, ni 7, nhẫn 150 ni 7 nha mấy chị, nhẫn 150 ni 7. Năm tấc rưỡi á, hơn năm tấc rưỡi, gần ba, gần sáu tấc á, năm tấc tám, năm tấc tám, gần sáu tấc á. Nào Nguyễn bé ơi, cái dây này đẹp lắm, ủa hồi nãy ai hỏi dây lắc cho bé trai nè, nếu lắc bé trai lấy cái dây này nè, 400k nè, 450 chứ, 450 nè, lắc này 450, tại lắc này lắc dài, hôm bữa hôm qua là cái lắc nó có đi 48-50 hay là 500k, ý 400k, quả này lắc này nó dài 450. Có mặt thạch vuông nè, nhẫn vuông này 400k, cái này là bằng ngọc nha mấy chị,
bằng ngọc 400k. Có cái nhẫn này nè, cái nhẫn này 200k nè chị. Nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh 200k. Hình như là ni 7 á, ni không tới ni 7 ni 6 à. Ni 6 à. Nhẫn nhỏ này, ớ ni 5 rưỡi à mấy chị ơi, ni 5 rưỡi à. Cái này ni 5 rưỡi à, nhỏ xíu à. Ni 5 rưỡi nè. Hồi nãy tay ai tay nhỏ là nói bằng tay em gì nè. Lấy nhẫn này được là 200k nè. 200k nhé. Không có. Không có 4 tấc nha. Cái không có 4 tấc rưỡi, nói chung là có một dây nợ đó hả? Được thì chốt. Xin men em chưa về mấy chị ơi. Mấy chị ơi. Dây cũ 700k có ai chốt giúp em không? Dây cũ 700k nè. Dây cũ 1 triệu mấy mà em bán 700k nè. 1 triệu 1 triệu 2 gì nè, em bán 700k. 700k. Xem gần ngón, gần hai ngón chỏ. Nha nha. Em có dây trái khế, dây trái khế 400k mấy chị ơi. Dây lá me 300k, dây trái khế 400k, dây lá me 300k, nhẫn bánh đúc. Giá bao nhiêu? Nhẫn bánh đúc. Còn một chiếc em bán 350 luôn, bán nốt cho nó hết. Cái này là ni 750 nha. Cái này ni 750 350. 350, cái này là 400k đó mà em bán 750, bán có 350. Rồi, cho Thanh Nguyên nè. Bông chị đeo 250. Bánh đúc là ni 750. Bánh đúc ni 750. À, Thanh Nguyễn nè. Nhẫn 200k hết rồi chị Bình ơi. Nhẫn 200k hết rồi. Em có cái nhẫn cẩm thạch nè. Những cẩm thạch 350. Kim tiền cẩm thạch 350. Kim tiền cẩm thạch nha mấy chị ơi, 350 nha. Nhẫn 200 hết rồi mấy chị. Nhẫn 200 hết rồi, bây giờ em lên nhẫn 150 nè. Nhẫn 150. Nhẫn 150. Là cái này ni 7 nha, nhẫn 150 ni 7. Nhẫn 150 ni 7, nhẫn này cũng 150 nè. Nhẫn xanh một hàng 150, dây cong nhỏ. Em xem. Dây cong nhỏ 400k nha. Dây cong nhỏ 400k. Rồi rồi, cảm ơn em. Dây cong nhỏ 400k. Đi sống hết trơn rồi. Cái này ni 6 nha mấy chị. Ni 6. Cái nhẫn này 400k. Nhẫn hoa mai tầng. Hoa tầng nè. Hoa tầng 400k nha. Hoa tầng 400k. Ni 6. Chốt bông đang đeo cho em nhé, Mỹ Hạnh. Mấy chị ơi, em kêu rồi, mấy chị chốt đơn vô lòng thảy cho em xin số điện thoại. Không cho. Em nói riết em xin xỏ với em mắc nhục luôn á. Xin cái số điện thoại. Cái đó cũ 200k nhé.
cái lá lứa hôm bữa là em không có hàng bán đó mấy chị. Bơm cái gì thơ thơ đó, cái gì thơ thơ đó không biết nữa, chốt rồi bơm hàng này. Dây cong nhỏ đó 400k nha chị nha, dây cong nhỏ 400k, dây khế mấy tấc, 5 tấc nha, dây khế 5 tấc, dây khế 400k, dây cong 400k, dây lá me 300k, dây khế là hình như 5 tấc hay 5 tấc rưỡi vậy, nó hơi dài nè. Rồi dây khúc này, dây dây ống trúc nhỏ nè, nhẫn vuông đen nữ đi mấy, cái này đi 6 chị ơi, nhẫn vuông đen, nhẫn nó đi 6, cái nó đi 6. Mỹ hạnh, Mỹ hạnh chốt dây đeo, chốt bông đang đeo rồi, cho Mỹ hạnh nè, không 8 5 9 9 6 3 8 1 2. Gắt lưới đi 50, đi nói chung là đi 54 quay đầu, 54 quay đầu. Ủa nhẫn cũ không ai chốt ta, dây cũ mấy tấc, dây cũ nó 5 tấc nha, dây cũ 700k này 5 tấc á, dây cũ 700k này 5 tấc. Nhẫn hột dưa nè, nhẫn hột dưa em có màu trắng nè, màu tím nè, màu xanh nè và màu vàng. Lắc lưới 54 quay đầu, lắc lưới đi 54 quay đầu và màu vàng. Em mấy chị đây nghe, 350 nhẫn hột dưa, 350 nha, nhẫn hột dưa 350. Màu xanh nè, màu vàng nè, màu trắng nè, màu tím. Đây là màu tím. Trời ơi, đây là màu tím nha, màu tím, màu tím. Lắc vừa rồi là lắc gì em nói cho rõ ràng chị em ơi, lắc vừa rồi là lắc gì chị cũng không biết lắc gì đi. Lắc lưới rồi lắc xích rồi lắc khóa hộp rồi lắc bi. Em còn muốn đóng lắc bên đây nè. Rồi cho Phan Thị Bình nè, Phan Thị Bình 0336361597. Phan Thị Bình nè. Không, không có màu đen. 48 được nha. 48 được. Chị đang đeo giờ còn đôi này là đôi cuối cùng á, hơi bị dễ thương nha. Em ơi em coi đủ ni hết trơn á, chứ bây giờ ni 50 là nó hết nguyên một đám luôn á. Tại vì dòng nó khó chứ lắc nó dễ, mình có thể cắt. Dòng thì nó khó.
em lấy cái đôi bông này em đeo. Chị ưng ý thì mới chị chốt. Bông dành tay mấy chị, bông dành tay nha, bông dành tay 200k, bông dành tay 200k nhé, cái bông vành tay 200k lắc lưới thì 48-50 thì nó cũng ấy đó em ơi, tại vì nó có tăng đưa. Cái lắc lưới đó là nó 650, lắc lưới 650, nó một chỉ sáu mấy á, một chỉ sáu mấy á, 650 á, đẹp, đẹp nè, 650, 650. Cái nhẫn nữ hoàng, cái nhẫn nữ hoàng 250 nha mấy chị, em có đủ màu nha, em có đủ màu, nhẫn nữ hoàng 250, 250 em có đủ màu. Đủ màu nha mấy chị, nhẫn đủ màu. Có màu tím nữa nè. Có màu đỏ nữa nè. Nhẫn nữ hoàng 250 nha. 250 nhẫn nữ hoàng. Em có nhẫn này nè, em còn hai chiếc nhẫn này nè. Em sale 220 mấy chị. Cái này là 250 đó, em sale 220, nhẫn này em sale 220 nhé. Nhẫn này em sale 220. Đây nha. Em sale 220. Chốt lắc bi cho em. Lắc bi bây giờ thì chỉ còn lắc bi lớn nha em ơi. Lắc bi lớn à. Chỉ còn lắc bi lớn chứ lắc như bi nhỏ chị hết rồi. Cái này lắc bi này nó 1 chỉ 63, 1 chỉ 63 là nó 650. Ok không em ơi? Ok thì chốt giúp chị nha, kim liên kim gì nè. Cho xem bông, đôi bông đang đeo. Đôi bông đang đeo đây. 200k nhé, bông đang đeo 200k. Bông đang đeo 200k. Dây chị đang đeo dây gì? Dây chị đang đeo là dây mỏ vịt. Dây mỏ vịt nha. Dây mỏ vịt. Chuyền cổ 800k nha. Chuyền cổ 800k. Đây bông đang đeo này nha. Bông vành tay. Bông vành tay nha. Bông sâu. Người thì nói bông sâu, người kêu vành tay. Bằng vàng non bạn ơi. Đôi bông trong tay 200k. Là bông đang đeo đây, là 200k. Có chị nào chốt chốt giúp em nha. 200k, 200k. Vẫn là một cái đôi bông 200k.
Yến, chốt mong 200 thảy cho xin số điện thoại nha. Cái chốt đơn khách vui lòng thảy cho em xin lên số điện thoại, em mới biết đường chốt đơn mấy chị ơi. Lên số điện thoại giúp em. Kiền cổ không lấy mặt được không? Cái kiền cổ là 800k là không có mặt với cái mặt 300k đó các bạn ơi. Cái mặt là 300k nha. Cái mặt 300k. Ai chốt đơn vui lòng thảy xin cái mã số cái bông mẫu đó là giờ xảy thảy cái số điện thoại cho em nha. 200k bông đang đeo 200k. Cái này bảo hành trọn đời, thu vô 50% là có hỏi nó có bền hay không là thu vô 50%. Kim Hồng chốt cái gì đó, thấy chốt, thấy điện qua Zalo, thấy điện qua Facebook đó. Mà em không biết chốt cái gì mà từ đầu tới đuôi điện miết luôn, em không biết chốt cái gì luôn á. Cho em xem chị xem cái gì em ơi. Cho em xem mà xem cái gì á. Xem cái gì chị biết đường đâu mà cho xem đây. Lắc lưới đi 48. Em nói là cái lắc lưới này nó đa năng nha, có thể là móc vô trong. Có thể là móc vô trong được. Móc tới đâu mình móc tới đó, mi 54 là quay đầu. Mình móc tới đâu móc thoải mái luôn nha. Rồi, bông đang đeo cho Kim Yến nè. Kim Yến. 0825526178. Kim Yến nè. Chị cho em đôi bông chị có lưỡi già không? Kha Phạm, em chốt cái gì thì cứ qua bên Zalo giúp chị nha. Cứ qua bên Zalo chị chụp hình gửi mẫu. Chị chụp hình gửi mẫu nha, có khóa lưỡi gà. Cho xem dây mặt Phật. Cái dây 1.9 cái mặt 300k. Dây 1.9 mặt 300k. Cái dây chuyền đây. Cái dây chuyền chị đang đeo là 400k nha. Cái dây mỏ vịt. Dây chuyền đang đeo là 400k. Cái dây mỏ vịt nha. Cái bông tai cho tiền tin tuẩn nè. Tiền tin tuẩn nè. Không 359 32 7 9 48. Đây. Cho em xem bông 250k. Bông xem bông 250k là bông gì? Bông 250k là có bông này nè. Bông này là 250k. Khóa lưỡi gà 250k nhé. Đây. Chốt mã bo hoa bông 250k cho em. Cho em coi bông tai lưỡi gà. Đây bông tai lưỡi gà là Kha Phạm gì nè, 250k nha. Dây nhỏ hơn hết trơn rồi. Dây nhỏ hơn hết rồi. Có bông tai sát tai không chị em? Có bông ngọc trai sát tai có nha em. Có. Đây. Đẹp lắm. Trời ơi cưng xỉu luôn. Cưng xỉu luôn. Bông này 220 nha. Bông này 220. Có hộp nhỏ nữa có 200. Bông này to hơn chút xíu 220. Không có nhớ nổi nữa em ơi. Tại vì nhiều khách mua quá làm sao chị nhớ mẫu. Một là nhớ mẫu, hai là nhớ đi. Bởi vì em mới kêu là inbox qua Zalo.
Chớ là kêu em nhớ là em chịu thua đi, em chịu thua đi. Chớ mà điện thoại can can hai ba câu thì rất là dễ, em làm được mà, cái đó rất là dễ luôn, mà chốt đơn nhanh nữa. Mà khổ nổi là khi mà khách đối chiếu lại những cái đơn hàng như thế nào thì em không biết đường mà em kiếm. Chị ơi, có dây hàng đó cho em bộ dòng cho em anh cho mấy anh giao hàng. Chị, em muốn cái gì comment qua dùm tin thấy qua inbox dùm chị đi. Em muốn cái gì inbox qua Zalo dùm chị đi, mà em nhắn tin em bỏ dấu dùm chị, chứ em nhắn tin như vậy là chị đọc chết luôn á. Chị không hiểu nổi đâu. Inbox dùm chị đi, hoặc qua cái Zalo đó, em nhắn tin bằng mít làm biến nhắn tin đó thì cứ là mít mít trô đó. Gửi mít qua cho chị. Không có xi men mới mới gì, xi men mới mới có. Cho em hiếu hứa riết em mắc dục mới gì, tại vì cái hàng này nó đi khó ngay mấy cái khu dịch đó, nó đứng nằm dài bữa rồi nó mới đi nữa. Thành ra em cứ hứa với mấy chị ngày mai ngày mốt chuyện này chuyện kia hoài, hứa riết em mắc cỡ luôn. Chính bản thân em còn không có hàng bán. Em coi nhẫn chị đeo ngay màu đỏ 250 270, cái này là 270 nha, cái này là 250 luôn. Em lấy kiềng không lấy mặt đây, duyên phận nè. Không 97745371, duyên phận nè. Sợi dây chuyền ống trúc cho Bạch Tuyết nè. Mấy chị ơi, chốt đơn vô lòng inbox giúp em nha mấy chị. Chốt đơn vô lòng inbox đi giúp em nha. Chứ em không có gọi điện chốt đơn đâu, em không có gọi điện xin địa chỉ đâu mấy chị, lưu ý giúp em. Tuyết Bạch nè. Không 338199058. Ni 27 đó chị. Ni gì 27? Ni 17 ông nội ơi. Đâu ra 27? Ni 17. Ông chút lớn đúng không Tuyết Bạch ơi? Ông chút lớn đúng không? Đúng rồi, ok giùm chị. Đúng rồi, ok giùm chị. Chiếc nhẫn bông mai hột vàng, màu vàng 7,5. Cái màu vàng này hình như em còn có một chiếc này mà đi 7 hay gì chị ơi. Đi 7 à, chứ không có 7,5. Đi 7. Nhẫn hoa mai chị đeo có hộp trắng không? Không có. Đi 7, đi 7 nha. Đi 7, đi 7. Chị Thanh Hà ơi, chốt được không á? Được thì ok giúp em. Được thì ok giúp em, đi 7 nha. Có khoen tròn không? Khoen tròn hết trơn rồi. Khoen tròn hết trơn. Có khoen tròn, cái khoen tròn hết trơn rồi mấy bạn ơi. Cái dây cái mặt em đang đeo. Cái dây này là em đang đeo nè. Cái chuyền là em đang đeo nè. Và vừa dây vừa mặt luôn nè. Nè chị nào. Em coi mua vòng tay. Cái số điện thoại chị ghi mới dưới đó. Em coi nhẫn 270 đó chị ơi. À nhẫn 270 là ni 7 đó. 270 là ni 7. Chị có chốt lắc bi cũ cho em không? Lắc bi cũ hết rồi đâu còn đâu mà chốt em. Nó hết 8 kiếp rồi em mới chốt sau đó. Nhẫn 270 cho chú Nguyễn nè, Nhi Nguyễn nè. Em ơi em cái gì mới cho số điện thoại hồi nãy nè. Kha Phạm gì đó, cái số điện thoại chị kim bài với đó, em vô em tự kết bạn giùm chị đi rồi chị gửi chụp hình gửi mẫu cho, chứ chị không có tìm khách, tìm một mình khách như khách tùm lum khách, tìm lại một mình chị.
thì rất là gọn, còn chị tìm khách nó tùm lum hết trơn, chị không có tìm nổi. Em cứ lấy dấu chấm chị đi, 0931922719246810. Rồi là em hết bông mai đó, nhẫn bông mai em hết trơn rồi đó. Nhẫn bông mai em hết trơn. Hết bông mai rồi bạn ơi, nhẫn bông mai hết trơn rồi. Có nhẫn màu đỏ nè, ni 18 nè. Nhẫn màu đỏ ni 18, chị Thanh Hà có chốt không? Nhẫn này chưa? Nhẫn này nó đẹp dữ lắm chị ơi. Em nói thật lòng mà nói luôn, cái nhẫn này nó đẹp dữ lắm, đẹp. Cái nhẫn màu đỏ nè, đẹp lắm. Dòng cẩm thạch, dòng cẩm thạch nó 650 nha, dòng cẩm thạch 650, có đó là dòng ngọc 650. Ni 50. Cái nhẫn này em có mặt này luôn nha. Đôi bông chị đang đeo có bán không? Có 200k em ơi, chị còn một đôi. Chị còn một đôi nè. 200k em nhé. Rất là đẹp. 200k chị có màu đen nữa, chị còn một đôi màu vàng nữa, một đôi màu trắng, một đôi màu đen. Có bông tàu không? Bông tàu hết trơn rồi. Bông tàu hết rồi. 200k nghe, bông sâu nè, 200k. Kêu bông bông vành tay, nhiều người kêu bông bông sâu. 200k xưởng thì nó kêu bông sâu, bông sâu. Cái vòng nó em của em là 650 nè mấy chị nào có chốt không ạ? Vòng 650. Vòng 650 ni 50 nè. Vòng 650. Vòng 700 nè. Vòng 700. Em chơi một cái vòng 700 này cho nguyên set thử cho nó như thế nào. Cho nguyên set thử coi thế nào. Coi mức độ đẹp nó tới đâu. Cái lắc ni 50 thì chị cứ nói, chị nói em rồi, chị lên lắc như lắc bi đó với lắc lưới đó, là nói chung là em cứ chốt là chị lắc lưới là em có thể là móc ở trong được, lắc lưới móc ở trong được, tại vì móc nó có cái tăng đưa em móc từ ngoài vô trong được. Cái set màu xanh là nó hơi bị chuẩn nha mấy chị, set màu xanh nó hơi bị chuẩn nha. Có nhẫn cưới mà còn cái size 5 mà em ơi. Nhẫn cưới còn size 5. Được không á? Chị xích sợi nọ, sợi nhỏ hết rồi. Xích hình như để chị khoan để chị coi coi còn chiếc hay gì á. Còn chiếc 450. Xích chỉ còn chiếc 450 nha. Ôi cái này mấy chị đây nghe, đẹp quá trời luôn. Không có màu đỏ màu trà, có màu đỏ màu trà nha. Có một cái lắc xích nè, lắc xích 450 nha mấy chị ơi, lắc xích 450 nha, lắc xích 450. Bữa nay em chia sẻ hội có chút xíu thành ra khách bỏ em, hay là khách không thấy không biết nữa. Bữa nay tương tác 50 hoài luôn.
có xi men hàng Nga cũ như 50 không chị? Không có em ơi, 9 giờ sắp xuống. Em bán em lười lắm chị ơi, 9 giờ là em tụt xuống rồi. 9 giờ là em bắt đầu em tụt xuống rồi. Chị gửi hàng, em gửi hàng chị nhận được chưa? Em gửi những cái món gì? Em qua inbox giùm chị đi. Em qua inbox giùm chị đi. Bữa nay chị nhận được 3 đơn. 3 đơn để em có một đơn là khách đã inbox rồi. Còn hai đơn kia là chưa rõ tung tích. Xét nè mấy chị. Không nha. Hôm nào có xi men cũ. Trời ơi, theo dõi lô, theo dõi like giùm đi. Xi men cũ còn không có nữa, rồi huống gì mà đi đi 50 năm mấy gì. Cứ theo dõi like giùm đi, hình như chắc ngày mơi là có thể là bán xi men cao, cái xi men hội á, xi men hội mới á. Mà giá trứng này nó mềm lắm đó chị. Giá trứng này nó mềm lắm. Nó mềm lắm, tại em đã tìm tòi ra một cái xưởng hội của HKT. Một cái xưởng của HKT giá rất là mềm, tầm 500 hoặc 450 ha. Với là một điều kiện à, em bán là với giá là 550 là em giá em thu hồi. Hàng xi men nhỏ nha, xi men nhỏ nha. Còn xi men lớn thì em ấy nha à, có nghĩa là đổi trả. Đổi trả là bán đeo sau này cũ rồi đổi lại đó. Là dưới giá là 550 à, còn giá mà 500, 450 rồi đó là em bán giá đứt luôn. Đó nữa về ý ấy đi rồi em cứ em lên giá. Em lên cái giá này mấy ly gì đó em lên cho mấy chị coi vừa ý. Nói chung là nó dễ mua lắm. Cái hàng của HKT, vàng của HKT. Vàng của HKT thì nó cũng ổn, đeo cũng được. Rồi. Cũ xi lại được không? Cái này đâu có cần xi. Cái này chỉ đem ra là tiệm quay bóng lại. Đem ra tiệm bạc á, mấy chị đem ra tiệm bạc quay bóng lại là ok. Rất là đẹp. Có phai đâu mà xi. Có phai đâu mà mấy chị đòi xi. Đây nè, chiếc nhẫn 150 một chiếc nè. Còn ai ế hai chiếc nè mà cứ nằm hoài. Cũng là dạng non nhưng mà hàng của HKT. Nó là hàng hội. Là dạng ngon luôn của HKT. Còn cái hàng này là hàng cao cấp. Tất cả hàng kiểu nhà mình bán là hàng cao cấp hết. Chỉ có đặc biệt là dầm xi men là chỉ có chen vô hàng hội thôi. Có nghĩa là nhầm chị á, nhiều khi cái túi tiền, nhiều khi không phải túi tiền mà nhiều khi người ta thích đeo qua loa chơi rồi người ta đổi mẫu này nọ. Thì mình nên đeo cái đó, mua hàng hội đeo. Nhưng với nhà cũng có thể luôn nhầm chị mà người ta ngán tiền hay là gì đó, người ta mua hàng hội nó rẻ. Còn cái hàng cao cấp này là nó 2.500.000 một bộ. Một bộ nó gồm 7 chiếc. Một bộ nó gồm 7 chiếc. Em có nè mà em lười chào. Tại vì cao quá khách không ấy. Những người mà người ta biết đeo vàng nhà em á thì người ta mới đặt, người ta mới dám mua. Chứ còn mà hôm Tết là em bán cái này là không kịp luôn á. Mấy cái này là mấy cái bơm nè. Còn mà là những người mà người ta không ấy á, người ta đeo chơi thôi thì người ta mua hàng hội. Đây. Dây chị đang đeo giá bao nhiêu? Dây chị đang đeo là 400k. Cái dây này dây mỏ vịt nha, dây 400k. Dây phụng hết trơn rồi. Còn một dây lá me nè, 300k nè. Còn một dây lá me 300k. Còn một dây khúc nè, 400k. Rồi còn một dây khế nè, 400k. Rồi còn một dây cong nè, 400k. Chiếc nhẫn hột xanh dương bao nhiêu? 300k. Chiếc nhẫn hột xanh dương 300k. Cái mặt kha cái mặt cái vòng là nó 500k, ấy 700k.
Như vậy nè, đâu đủ đẹp chưa mấy chị? Như vậy nè, nó đủ đẹp chưa? Trời ơi, 2.050.000 Ni 52, ý Ni 54. Nhẫn hột đỏ 250 nha Thi Lê. Nhẫn hột đỏ 250. Hột đỏ 250. Trong đây là em cầm là còn là 250 hết. Nên là 250 hết nha. Chiếc vòng trắng chị đeo bao nhiêu tiền? 650. Chiếc nhẫn nó là 300. Chiếc nhẫn là 300k hà. Chiếc nhẫn không là 300. Đây nha. Nhẫn 300, nhẫn 300. Rồi Chinh Chinh chốt đơn vô lòng thể cho xin số điện thoại. Rồi dây lá me Chinh Chinh chốt trước rồi, Yến Ly chốt chắc khế đi. Rồi để xem coi có Chinh Chinh có lên số điện thoại không. Không lên số điện thoại thì Yến Ly chốt cho Yến Ly. Yến Ly nè. Rồi cho Bin Bin mẫu nhẫn xanh nè. Nhẫn xanh đó là đi 7 nha Bin Bin ơi. Em chốt đơn thì em thảy cho xin số điện thoại đi em ơi. Bây giờ nó túm lại là ai thảy số điện thoại trước thì chị em chốt thì chị chốt trước đó. Chứ bây giờ không có câu nệ gì hết. 9845279 Ngân Quỳnh dây cong cho pin pin nè. Dây lá me 0912673452 Ngân Quỳnh dây cong nè. Không 369470975 Xi men nào? Xi men thì xi men đó là tôi nói 2.050.000 đó. Rồi sáng qua Zalo nha. Có hộp ruby màu hồng nha. Ủa Ngân Quỳnh chốt cái dây chữ công nè. Dây chữ công nó thiệt nha mấy chị. Đeo mà nó đeo mòn thôi chứ không bao giờ đứt. Nó chắc giả mang luôn. Nó chắc giả mang luôn. Tại vì nó dạng là dạng dây đặc. Nó một chỉ mà nó có nhuyễn nhừ. Có nhẫn cẩm thạch nha. Xi men đây, ni 54 là giống của cái tay của em đang đeo đây. Đây nha, ni 54 là giống cái tay đang đeo. Có 3 bộ. 3 bộ ni 54. Có nhẫn nam, có nhẫn nam. Nhẫn cẩm thạch, có nhẫn cẩm thạch đi nha, nhẫn cẩm thạch. Có khóa mà, cái đó khóa lưỡi gà mà. Cái hàng này nói chung là hàng dạng 18, kiểu 18 nó sao là nó y chang vậy đó. Cái lưỡi gà mà. Trời ơi, hàng mắc mỏ mà đâu phải đâu có đeo có làm hàng tầm ấy, đâu có làm xấu được. Nói chung là cầm là ưng ý liền. Cái bộ của em đang đeo là ni 49 nè. Đó cái đó là gọi ni 50, ý ni 54. Đây cẩm thạch nè, ai hỏi cẩm thạch đây. Cẩm thạch. 300, 350, 400. 300 nè, 350 nè, 400. Dây chữ công đặc. Có 20 là gì? Chị mình đeo sao mình mua? Là sao? Nguyễn nữ. Rồi mời anh bóc vô đi.
mời anh bóc vô đi. Ủa còn cái bông tay em đeo này còn hai đôi nè mấy chị, cái chị nào chốt không? Cái này đẹp mà, mẫu này đẹp. Hai chỉ á hả? Dưới công hai chỉ không có. Dưới công hai chỉ không có. Có một chỉ đây còn hai dây. Còn hai dây hết trơn rồi. Một chỉ này. Còn hai dây, còn hai dây. Đi nha. Đây. Hủy diệt gì nè, chốt đơn thì inbox vô cho xin số điện thoại, inbox qua Zalo đi rồi mời. Muốn chốt cement thì mời inbox qua Zalo giúp đi. Lấy một chiếc mỏ cho em xem. 350. Em coi. Dàn này dàn cao cấp nó mới mắc gì em ơi. Nhỏ quá, đúng rồi, cái hàng này nhỏ mà. Mấy tấc? Cái này 5 tấc. Còn dây 5 tấc. Ôi cái này có 4. 4 tấc, 4 tấc 7 à, không tới 5 tấc. Dây này 4 tấc 7 là cỏ em đang đeo nó nghe 4 tấc 7. Hơi bị đẹp nha mấy chị. Hơi bị đẹp, hơi bị đẹp. Em có dây cũ nè, hàng này hàng đặc luôn nha. Dây công đặc 700k. Cái này 2 chỉ 8 á. 2 chỉ 8. 1 triệu mốt mà cũ em bán 700k. À, lấy em dây chữ công nha chị. Rồi cho Yến Ly. Ba trăm rưỡi. Những gấm thạch ngón giữa 350 mà ni 18 nha. Ni 18. Không 98666. 919. Có 9 số à? Yến Ly có 9 số à? Không có gì ngắn. 4 tấc rưỡi là hết đát này. 5 tấc cao Nguyễn Thi ơi. Dây cũ 5 tấc. Yến Ly ơi có 9 số à? Cái cũ này cũng là chắc thừ luôn nha. Chắc cứng thừ luôn. Này 5 tắc 2, 5 tắc 3. 5 tắc 2 à, dây cũ 5 tắc 2. 700k, lấy cũ cho nó đẹp 99%. Nó mới 99%. Đẹp xỉu luôn. Không, đi 8 không có đi 7. Đi 8 nha. Cái dây này dây đặc nha. Dây này dây đặc. Dây này dây đặc. Cái này hồi khách mới mua là cái dây này 1 triệu 4, 1 triệu 4, 1 triệu 4. Hồi mà đợt mua là hàng 500k chỉ tới giờ. Đặc dữ dằn luôn, đẹp dữ dằn. Đeo tới giờ mà là giờ khách bán lại nè. Cho loan trần nè. Rồi, quên nữa nãy giờ. Không 939402867. Dòng xi măng đeo không có bán. Tại vì lột ra lột vô lùi lắm. Mặt dây chuyền chị đang đeo mặt có cẩm thạch không? Đủ xét không? Đeo ngón giữa là 350. Đeo ngón giữa là 350 nha. Nhẫn yên ngựa. Đây nghe, cái mặt này 300k nè. Dân chị đem đi.
có nha, có đi 54 inbox đi, inbox đi, ai muốn mua thì inbox. Đặc biệt 54, 56 thôi nha, chứ mà 52 là trở xuống là em không có nha. Em chỉ có vòng đi 54, 56. Bởi vì em lười lên vòng lắm. Không có đủ ni. Đây, cái chiếc này nè. Cái chiếc này là đá ruby nè, hồi nãy ai hỏi là đá ruby, giờ em lên đá ruby nè, đó ai hỏi. Ai hỏi nha. Đá ruby, em còn một cái em ba, một chiếc này em bán 500k. Chiếc này ngoài thị trường ý, ngoài người ta bán là 600k nha mấy chị. Như hôm trước em bán là 600k chứ không phải người khác bán. Hôm trước em bán 600k. Giờ em khùng lên bán 500k nè. Đó. Cái này đá ruby 100% nha mấy chị ơi. Kim tiền đi 17 không có. Dây khủng không có luôn hết trơn. Em coi nhẫn nam. Nhẫn nam đi mấy, em nói đi mấy thì chị lên đi cho em. Em nói đi mấy đi. Có dây chuyền nam ống trúc có không? Dây chuyền nam ống trúc đây nha. Dây chuyền nam ống trúc 1.900.000. 1.900.000. Dây lớn là 1.900.000 nha. Một triệu 900k là chưa tính mặt á, mặt 300k nữa là 2.200.000. Có bằng vàng luôn. Cái mặt này 600k. Nè ảnh Dương ơi, mặt bằng vàng 600k nha. Dòng đó bao nhiêu tiền vậy chị? Cái dòng đó là 2.050.000, 7 chiếc. Một bộ 7 chiếc. Đi 8 rồi có cái này nè. Đi 8 là có cái này nè. Rồi cho Thi Lê nè. Không, 5, 8, 7, 9, 8, 3, 6, 1, 7. Còn một cái lắc hộp nha. Còn một cái lắc hộp. Ni 56. Còn một cái lắc hộp ni 56. Hoặc cái chuyền bằng vàng. Ánh Dương gì nè, đồng vàng phải không? Cái này không phải đồng vàng nha, cái này vàng non nha. Đồng vàng nó rẻ lắm á. Đồng vàng, nếu mà đồng vàng một dây như vậy là tầm 800-900 à, chứ không 1 triệu mấy đâu. Nó là vàng non. Vàng non mình đeo hoài suốt đời, không phai không gì hết. Đồng vàng là nó phải cử cái mồ, tùy theo mồ hôi. Chỉ có mồ hôi dầu đeo được thôi, chứ mồ hôi muối là đồng vàng không đeo được. Cái này là đồng, cái này là vàng này nó bóng nha. Cái này nó bóng như 18, nói chung là 18 sao là nó y chang vậy luôn. Còn đồng vàng cái màu của nó không, nói chung là nó không bóng mà, nó không bóng. Mà cái này có thu vô 50%. Dòng cẩm thạch đó bao nhiêu tiền? 650. Ni 65 nha, 650 ni 65. Ý ni 50, 7. 650 ni 50. Không có lật sủng. Cái đó lật sủng em vô đồng vàng em mua chứ kho, cái vàng non này không có lật sủng. Lật sủng một là bạc, hai là đồng vàng. Còn ở đây là bên vàng non. Nó có nhiều loại vàng, vàng non, vàng non, đồng vàng, rồi vàng hội nữa. Lắc hả? Hay là lật? Cứ chốt đơn vô inbox giùm chị đi. Muốn hỏi cái gì thì vô inbox giùm chị. Cái bông tai em đang đeo 200k là chị nào chốt không? Có em còn 2 đôi. Em còn 2 đôi, có chị nào chốt không ạ? À? 700k em còn 1 dây. Là dây cuối cùng hết trơn. Em có 2 dây cũ. Dây 700k. Em có 2 dây cũ đó mấy chị. 700k, 700k.
đi nha. Không có lắc nam em ơi, em chỉ có một cái lắc hộp này thôi, chỉ có một cái lắc hộp này 1,1 triệu. Vàng hội nó vẫn không phai nhưng mà cái màu nó không có bóng bằng. Vàng hội là cái vàng mà chị nói hồi nãy giờ đó, hàng HKT đó, ký hiệu HKT đó, nó là ngày mai là chị về Simen đó. Là vàng hội là cái màu nó không có bóng bằng, nó không có chuẩn 18 như cái hàng cao cấp này. Cao cấp này là 18 sao là nó y chang vậy luôn. Mình đeo cái bộ Simen mình vẫn dửng dưng đứng kế cái tủ tiệm vàng luôn, bình thường không có gì mà sợ mà ngã chứ, đứng bình thường vô tư mà đứng luôn. Mấy giờ? 9 giờ mấy rồi mấy chị ơi? Thôi tối rồi, em tắt like. Em tắt like. Cái lắc nam nha. Đi chuyền 700k. Là Nguyễn Thành Phương chốt di truyền 700k đúng không? Cái lắc này ni 56 nha. Cái lắc nam này ni năm, lắc này cái này nói chung là không có cần phải nam nợ nam, nam nữ đều đeo được. Ni 56 nha. Chữ mai nha. Nhìn kỹ ra nó là chữ mai. Nguyễn Thành Phương chốt cái dây 700k đúng không? Nguyễn Thành Phương chốt cái dây 700k không? Cái dây này là dây cũ nha, nhưng mà nhìn thấy cũ nhưng mà nó vẫn chưa mới 99%. Đây nha, 700k. Không có ni 7 nha, có mặt tròn ni 7 thôi. Đúng không Nguyễn Phương, Nguyễn Thanh Phương vậy nè. Đúng không? Phan hỏi là Nguyễn Thanh Phương chốt cái cộng dây 700k đúng không? Đúng thì ok nha. Rồi cho Nguyễn Thanh Trương. Để xem để lấy lần số điện thoại 0797193841. Thanh Phương nè. Cái đó giá 1,1 triệu em ơi. Một triệu mốt. Lắp giá 1,1 triệu. Đẹp lắm nha. Ni 56. Simen hết rồi, không có lên em ơi. Em lấy dòng cẩm thạch ni 54. Ni 54 không có cái này mà màu này, mà ni 54 không có màu này nha, có màu khác á. Cái màu này chị hết rồi, giờ chị còn ni 50 hoặc ni 56 hoặc ni 58. 2,8 á, đắt cái 2,8. Mời có Simen. Tại vì hôm nay em cũng hứa với khách hoài mà nó bị dịch giả, dùng ngoài nó bị dịch nó, rồi cái nó về chậm, thành ra em cứ hứa hẹn với khách hoài. Ni 54 có màu này nè, 550. Có màu này ni 550 nha, 54. Em cứ vô nhắn tin mình chị đi. Em vô nhắn tin mình chị nha.
54 đây. Một chiếc dòng này ni 54 đây. 650 nha. Ni 54 650, 650, 650. Đi chuyền chị đeo là dây ấy ha, dây mỏ vịt, dây mỏ vịt 400k. Hết trơn rồi. Rồi cảm ơn Thục Nguyễn nha. 700 rưỡi. Em cầm em cứ dơ hoài giống con khùng hết sức. Rồi thôi tối rồi mấy chị ơi, kia rồi. Em còn ngủ nghỉ nè, mai em chốt nữa. Xíu nha luôn. Mời em ơi, mời chứ bây giờ chị không có chốt được. Mời, bây giờ là chị nghỉ rồi chứ chị tất cả từ tin nhắn từ A tới Z là chị không có check nha. Chị không có check tin nhắn. Nhầm chị sao mà ngủ nửa đêm 12 giờ 1 giờ vẫn gọi điện mà em không biết chốt đơn gì mà nửa đêm. Khổ hết sức vậy. Nhầm chị không có ý thức. 11 12 giờ 1 giờ lên thậm chí 1 rưỡi nữa. Nửa đêm gì đều ghen trời ơi trời nó khổ. Cô cộng 700k hết rồi. Cộng 700k hết rồi những việc ơi. Lấy dòng đó nha cho Tím Dương nè. Gặp lắm Tím Dương ơi. Không 9641839994. Tím Dương nè. Dây chuyền nữ có nha. Nãy giờ chị lên dây chuyền đó, nam nữ nhiều đây có đó. Trời, có một quát xích nè. Nè, dây mỏ vịt nè. Dây mỏ vịt là dây chị đang đeo này nha. Chào mấy chị nha. Mời anh bắt giúp em nha. Mời anh bắt giúp em.